Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin X-News ngày 4 tháng 6. Bản tin ngày hôm nay sẽ bao gồm những thông tin chính sau đây. Thông tin đầu tiên trong bản tin ngày hôm nay sẽ đến từ Apple. Tiếp theo báo cáo hôm nay cho biết, iPhone 12 sẽ là mẫu iPhone đầu tiên được tích hợp công nghệ cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình. Báo cáo này còn chia sẻ thêm là Apple sẽ không chỉ đơn giản là sao chép các giải pháp như những smartphone Android, mà hãng còn đem những điều chỉnh cũng như là nâng cấp khác. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn chưa rõ những nâng cấp khác đó là những nâng cấp nào. Thậm chí nguồn tin trên còn tuyên bố rằng Apple đã phát triển tính năng này trong suốt 6 năm qua. Báo cáo này cũng đã tiếp tục đưa ra lý do vì sao Apple sẽ sử dụng công nghệ cảm biến vân tay ở dưới màn hình, đó là để tăng trải nghiệm sử dụng nhất quán cho chiếc Apple Card ở trong tương lai. Rất có thể là Apple sẽ sử dụng cả hai công nghệ đó là Face ID và cảm biến vân tay ở dưới màn hình cho mẫu iPhone kế nhiệm. Đáng tiếc là Apple vẫn chưa xác nhận những thông tin trên, thế nên những thông tin này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ rất là tin đồn. Vậy các bạn nghĩ sao về việc Apple sẽ trang bị cảm biến vân tay ở dưới màn hình lên trên thế hệ iPhone 12? Thì đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Tiếp theo trong bản tin thì hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Acer khi chiếc ROG Phone 3 đã được lộ diện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với những thông số và điểm hiệu năng rất ấn tượng. Theo đó, chiếc máy này sẽ có tên mã là I003DD, là đặc trưng của dòng ROG Phone. Ngoài ra thì kết quả thử nghiệm hiệu năng của Geekbench cũng đã tiết lộ ROG Phone 2 sẽ được trang bị 12GB RAM và bộ vi xử lý Snapdragon 865 mới nhất của Qualcomm. Điểm hiệu năng đơn lõi ở trên chiếc máy này sẽ đạt 910 điểm và điểm hiệu năng đa lõi sẽ đạt 3229 điểm. Đây là những con số vô cùng ấn tượng và có thể đem ra so sánh về điểm hiệu năng ở trên chiếc Samsung Galaxy S20 Ultra với 805 điểm đơn nhân và 3076 điểm đa nhân. Ngoài ra thì ROG Phone 2 cũng sẽ được đồn đoán là sử dụng bộ nhớ RAM LPDDR5X và bộ nhớ lưu trữ UFS 3.1. Ngoài ra thì theo những thông tin rò rỉ trước đây thì ROG Phone 3 sẽ được trang bị màn hình với tần số quét 144Hz và chiếc máy này vẫn sẽ có các thiết kế module gắn các phụ kiện ở bên ngoài giống như kiểu là chiếc ROG Phone 2. Tiếp theo cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Samsung. Khi một báo cáo trước đó đã cho rằng chúng ta sẽ chỉ có sự xuất hiện của hai chiếc smartphone đó là Galaxy Note 20 và Note 20 Plus. Nhưng theo danh sách từ cơ quan Bluetooth SIG hôm nay đã cho chúng ta thấy rằng Samsung còn đang phát triển thêm model thứ 3 ở trên sản phẩm này, đó chính là chiếc Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Thông thường thì các chứng nhận Bluetooth SIG ở trên những chiếc điện thoại thông minh thì không đề cập đến tên bán lẻ của những thiết bị. Tuy nhiên thì như các bạn có thể thấy, chứng nhận Bluetooth SIG của Samsung Galaxy Note 20 Ultra đã đề cập rõ đến tên của thiết bị này và xác nhận rằng đó vẫn là một thiết bị đang được tồn tại. Theo chứng nhận thì số model của Galaxy Note 20 Ultra sẽ có mã là SMN986U và số model này sẽ được liên kết với Galaxy Note 20 Plus, nhưng chứng nhận Bluetooth SIG này đã xác nhận số model SMN986U này sẽ thuộc về chiếc Galaxy Note 20 Ultra. Tiếp theo trong bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Realme. Khi theo một báo cáo mới từ Liquor Digital Chat Station thì Realme sắp ra mắt mẫu smartphone tương tự như là chiếc Realme X50M 5G và nó có tên gọi là Realme X50T 5G và rất có thể chiếc máy này sẽ được trình làng trong khoảng thời gian sắp tới. Theo đó thì chiếc Realme X50T 5G được cho là sẽ nặng hơn đôi chút ở mức đó là 202g và cũng dày hơn ở mức 9.3mm. Chúng ta vẫn chưa rõ rằng việc chiếc máy này nặng hơn và dày hơn thì sẽ mang ý nghĩa gì, nhưng dự kiến nó sẽ đi kèm với một thỏi pin dung lượng cao hơn. Chưa hết thì băng tần 5G ở trên chiếc Realme X50T 5G hỗ trợ sẽ thay đổi. Thay vì 7 băng tần như Realme X50, thì X50T 5G sẽ chỉ hỗ trợ 3 băng tần bao gồm N41, N78 và N79. Ngoài ra thì Realme X50T 5G sẽ được ra mắt tại thị trường Trung Quốc, nhưng việc ra mắt toàn cầu thì vẫn chưa được xác nhận. Cuối cùng đó là nguồn tin trên cho hay, chiếc Realme X50T 5G sẽ hỗ trợ con chip Snapdragon 765G đi kèm với màn hình tần số quét 120Hz với tấm nền LCD và camera chính với độ phân giải 48MP và cuối cùng là chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của công nghệ sạc nhanh 30W. Và cuối cùng cho bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin tới từ Nokia. Khi theo Geekbench, phiên bản Nokia 8.3 5G sẽ có tên mã là SMD Global Rise Again VZW. Theo đó thì VZW có nghĩa là phiên bản viết tắt của nhà mạng Verizon Wireless. Chiếc máy này đã được xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench với 601 điểm hiệu năng đơn nhân và 1.701 điểm đa nhân. Nhắc lại đôi chút về cấu hình của chiếc Nokia 8.3 5G thì máy sẽ đi kèm với màn hình Pure Display Full HD 6.8 inch và có camera selfie 24MP. Cùng với đó chúng ta sẽ có 4 camera sau với cảm biến chính 64MP, camera góc siêu rộng 12MP và chúng ta sẽ có hỗ trợ quay phim 4K HDR. Cùng với đó chúng ta sẽ có sự xuất hiện của camera macro 2MP và cảm biến đo độ sâu trường ảnh 2MP. Ngoài ra thì Nokia 8.3 5G sẽ được sử dụng con chip Snapdragon 765G, tích hợp modem 5G và có hai biến thể bộ nhớ RAM đó là 6GB và 8GB. Máy sẽ có dung lượng pin 4500mAh và có hỗ trợ sạc nhanh 18W thông qua cổng USB Type-C.
Vậy các bạn nghĩ sao về những thông số ở trên chiếc Nokia 8.3 và mức giá của nó là bao nhiêu? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần comment nhé. Vậy là thông tin vừa rồi cũng là thông tin cuối cùng trong bản tin X News ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay thì hãy nhớ like, share cũng như là nhớ subscribe giúp chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.